Xin kính chào bà con, hôm nay mình lại trở lại đến cái khu vườn hết sức là quen thuộc để cùng chia sẻ và giao lưu báo giá trên Tổ Quốc với bà con nha. Thì mình vẫn là gặp anh Quốc, rất là quen thuộc nha. Đây, chào Liêm. Chào anh Quốc. Dạ, xin chào quý bà con, cô bác cùng anh chị em ạ. Dạ, nay vườn qua mẫu đơn của con có lên một số mặt hàng để phục vụ cho quý bà con như đỏ đào bạc liêu, hường sọc, vàng sọc, mỹ vàng nghệ, mỹ vàng chanh và một số loại giống khác ạ. Dạ con lời nói đầu tiên con cũng xin chân thành cảm ơn cô chú cùng anh chị em đã ủng hộ con những clip vừa qua. Dạ địa chỉ của con là gần chợ Đất Thét, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại là 0356194139 cũng là số Zalo luôn ạ. Rồi mình vô cây đầu tiên, số 1. Cây số 1 là cây đỏ đào ổi ạ. Đỏ đào bạc liêu. Cái mẫu bông nó rất là đẹp nha bà con, đỏ rực. Lá thì mũm mũm dễ thương. Chiều cao là 1 mét ạ. Cây 1 mét ha. Vành gốc chỗ này bằng ngón trỏ mình nha bà con, khoảng 3 rưỡi. Từ 3 đến 3 rưỡi. Chút xíu kéo tàn luôn đúng không ơi. Tàn cây này cũng bự nè, mình đo tàn luôn đi. Tán ngang là 85 ạ. Rồi, cây 1 mét tán ngang 85. Rồi, giao lưu cây mã số 1. Rồi, mã số 1 này xin giao lưu là 200 ngàn ạ. 200k. Như đơn hàng đơn hàng từ 250 trở lên bao ship với ship nha cô chú. Bao ship luôn. Rồi ok. 250. Tiếp theo, mã số 2. Mã số 2 là một cây vàng sọc ghép ạ. Những cây hoa của vườn anh thì rất là chuẩn nha bà con, yên tâm. Chiều cao là 1m1 ạ. Cây này ghép nha cô chú, nhưng mà cây này liền rồi. Nè có bông. Cái bò ghép này, mình đo cái bò ghép này khoảng 6 tấc hơn thôi. Okay. Nó như một cây thuần luôn rồi. 70 nha cô chú. 7 tấc luôn. Từ cái bò ghép á, từ cái bò ghép và trở lên cái là 70. Mình gốc chỗ này thân chủ nó là cây màu vàng phải không anh? Vàng hường ngón cái hơn, vành có 6. Rồi cái này giao lưu sau đây. Rồi mã số 2 này giao lưu là 300 ngàn ạ. 300k. Rồi xuống cây tiếp tục. Mã số 3 là một cây mỹ vàng chanh. Mỹ vàng chanh đang búp hoa. Cái này đang thứ đều nha cô chú. Chiều cao là 87 ạ. Cao 87. Sóc khăn là 43. Ở dưới này cũ nở nha bà con. Hoành chỗ này cỡ 6 hơn. Mỹ vàng chanh. Rồi giao lưu cây này sao. Rồi đây? Cây này mã số 3 này giao lưu với cô chú anh chị em là 250 ngàn ạ. Rồi xuống cây luôn cưng. Tiếp theo mã số 4 là cây pháp tím ạ. Đây, cây này là loại mới nha bà con. Hoa rất là xiên hoa. 1 bông, 2 bông, 3 bông, 4 bông bên này nữa nè. 5 6 6 cái búp hoa chuẩn bị nở. Chiều cao là 73. Tóc thân là 23 nha cô chú. Cao 7 tấc hơn nha bà con. Cây bông quá trời nè. Rồi cây này giao lưu sau đây. Rồi mã số 4 này giao lưu là 450 ngàn ạ. 450 ngàn. Cái này tàn được tứ diện đều luôn nha bà con. Đây nè, tứ hướng bên này nữa. Quá trời rồi. Xen dòng một xuống cây luôn cưng ơi. Số 5 là một cây vàng son hoa mai ạ. Rồi tiếp theo cây số 5. Vàng son hoa mai. Chuẩn bị hoa luôn nha bà con. Cây này hầu như là giống mới nè. Nhưng mà cây anh Quốc là cây lứa luôn á. Được 3 cái hoa ha. Chiều cao là 77. 7 tấc hơn. Bà con về muốn tàn đều với bà con ngang đây. Còn đây là mình được 6 cái chòi. Hình chỗ này bằng ngón ốc, ngón út mình luôn. Hốt thăng là 49 ạ. Giao lưu cây này sau đây. Rồi mã số 5 này giao lưu là 250 ngàn ạ. Cây quá đẹp bà con ơi. Chú 6 là cây hường sọc ạ. Hương sọc hoa rất là đẹp nè. Chiều cao là 1m20.
1m20. Khó khăn là 65. Cây này tàn tứ diện nha cô chú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 được. Với lại đang bứt bông rồi đó, đang đi đi chồi nữa nè. Tại mấy cái bông già mình cắt là nó đi chồi mới. Quạnh gốc chỗ này bằng ngón trỏ mình luôn. Cỡ 4 nha bà con. Rồi, số 6 này anh xin giao lưu cả nhà là 250.000 ạ. 250k. Anh xin nhắc lại cho bà con là những cái đơn hàng nào mà 250k là shop Quân Quốc là bao ship cho bà con đến nơi. Là không phát sinh thêm một đồng bạc nào hết nữa nha. Chỉ cần 250k bà con điện thoại là có liền trong 4-5 ngày sau. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7. Số 7 là một cây vàng sọc. Vàng sọc. Rất là quen thuộc. Bông bông cái lá. Hoa rất là chuẩn nha bà con. Chiều cao 1m5 ạ. Mét hơn. Đây, quạnh cái này mà con chó. Cái việc cắt 1 2 3 tầng này giống ha. Còn ở đây nữa mình làm lại cái tàn. Còn muốn để dán lùng lực thì để y thinh luôn. Cắt hai cái tược nhỏ dưới thôi. Thì được cái mấy cái gai này nhân giống ra. Rồi, quạnh cho bằng con chó nha. Mã số 7 này cho luôn là 250.000 ạ. Quá ok luôn bà con ơi. Số 8 là cây vàng son Cần Thơ ạ. Cây này quá sung rồi. Đây này. Lá vàng son nó dựng dựng lên vậy nè. Rồi 1 tược, 2 tược, 3 tược, 3 tược dưới gốc ha. Bà con về cắt tỉa cũng được, chừa lên trên này. Chiều cao là 70. 7 tấc. Phơm tàn trên này là tròn đều nghe thấy diện luôn nha bà con. Nhưng cái này chừa lại ha. Rồi quanh một ngón trỏ mình luôn. Giao lưu cây vàng son này sao đây? Rồi mã số 8 này giao lưu là 300.000 ạ. 300k cho cây vàng son Cần Thơ. Tàn cực quá trời luôn. Số 9 là Mỹ Trắng ạ. À, đột biến từ Mỹ Hồng ạ. À. Mỹ Trắng. Đây. Cái này xuyên bông, hoa to. Mà lại đẹp. Chiều cao là 90. Đây, một cốt. Khó khăn là 23. Cái này một cốt nha cô chú. Mà bên đây nó có cực cô chú gì bỏ bầu ra ha. Là dùng cây mới. Được. Còn ngay cây cũng tàn tứ diện. Thoát thân dài tới đọt luôn bà con ơi. Rồi, giờ cây Mỹ Trắng. Rồi, mã số 9 này giao luôn là 250.000 ạ. Quá đẹp, cây đẹp lắm bà con ơi. Hoa, xuyên hoa nữa. Đột biến từ cây Mỹ Hồng. Tiếp theo, Mỹ Hương. Mã số 10 là cây Mỹ Hương. Chiều cao là 90. 9 tấc, bông rổ mé hết trơn. Tàn tược thì tròn hô tứ diện luôn. Khó khăn là 42 ạ. Thất thân 4 tấc hơn. Đó cái vành luôn anh quá rồi. Vành nhấp cho sạch ha. Vậy là dư có cũ nữa đó. Dư còn cũ mà chưa khui. Mấy cái nhấp nhấp lại dư có cũ nó mới tỉa lên đó ha. Vành gần 7 mà tính 6 nha cô chú. Rồi Mỹ Hương tràn tàn tròn tứ diện cao 1m. Giao lưu cây này sao đây? Rồi mã số 10 này là 350.000 ạ. 350k cây tàn đẹp nha bà con, thoát thân sạch. Rồi xuống cây luôn cưng. 11 là một cây vàng sọc ạ. Hoa rất là nét luôn. Những cái sọc nó sọc nó đỏ như sọc, là gần tím luôn á. Này vàng sọc Bến Tre. Vàng sọc đỏ mà cái sọc nó như muốn tím luôn hết quá. Chiều cao là 73. Khó khăn là 38. Quanh bằng ngón út. Này một cốt sạch nha cô chú. Một cốt sạch. Trên này tàn tược thì xung xơi luôn. Quay nhẹ cái quá trời luôn anh ơi. Tược này giờ bà con mua con bớt ra nhân giống luôn á. Chứ để nó đặc khừ quá. Dễ quấn sâu nữa. Rồi cây cao 7 tấc hơn. Giao lưu cây này sao? Rồi 11 này giao lưu là 300.000 ạ. 300k. Cây này có vẻ dưới tàn trong bích trịch cứng thượng nha bà con. 12 là một cây Mỹ vàng nghệ. Tiếp theo cây Mỹ vàng nghệ. Mỗi đọt mỗi hoa nha bà con. Mỗi đọt mỗi hoa. Mỗi nhà mỗi giàu có. Chiều cao là 1m1 ạ. Cao 1m1 luôn. Tàn tứ diện nha bà con. Tròn hô 1m5 tính 1m nha cô chú.
chút nữa mình xay đều một cái luôn anh Quốc ơi, xay đều cái tàn, mình đo tàn luôn. Tóc thắng là 47, tàn tròn ngang luôn nha. Tán ngang là 80. Cái này tứ diện nha, cô chưa xong đợt bông này, cô chú cua lại là tàn xe đều, tàn đẹp luôn á. Thấy không bà con, quá đẹp rồi. Vành gốc chỗ này bự hơn ngón út của mình nha. Dưới này chắc có cũ nè. Tóc thân sạch, cao mét hơn. Rồi, rồi bản số 12 này vô luôn là 250.000 ạ. Rồi, xuống cây luôn cưng ơi. Tiếp tục. 13 là một cây vàng son Cần Thơ. Vàng son Cần Thơ. Đây, hoa rực nha. Sau này nó hơi già. Dạ, kéo hai chậu lại chích này luôn đi ạ. Để tới số 15 luôn, kéo hai lấy hai chậu đắng. 15, 17 đi. Đúng không? Ừ. Sắp theo hàng lối rồi ha. Có, tại vì để gì hơi đi gà. À, đây nha bà con, cây này có một cái bông nó đang chuẩn bị tàn nè. Đây là mấy búp, một búp nè, hai búp nè ha. Rồi đây ba nữa nè. Ôi quá bông rồi bà con ơi. Chiều cao là 90, 95. Cao 95. Khó khăn là 46 này, được 1, 2, 3, 4, 5. Cô chú về bó bầu 5, được 5 tược. Được 5 cái cây ha. 5 cây. Còn cái này là hoành bằng ngón trỏ mình nha bà con. Vàng son Cần Thơ. Cao gần mét ha. Rồi, vô lưu giá cây này sao đây anh? Rồi, mã 13 này là 350.000 á. 350.000, cây quá trời trời luôn bà con ơi. Xoay vòng xuống cây. Rồi, 14 là một cây vàng sọc ạ. Vàng sọc là 1m2. Vàng sọc có 5 cánh luôn nha bà con. Đó, rất là đẹp nha. Khi tới sau này bà con về mua chơi mà nó chuyển sang sọc màu tím nữa thì thôi luôn. Thốt thân là 79. Trả về cho ông chủ. Thốt thân 79, cao hơn mét. Cái này một cốt với cái cũ nha cô chú. Cũ ha. Này cô chú vừa bó 1 2 3 4 tược này ha. 4 cái tược. Được 4 cây. Là có hai cây bự ạ. Đây à, bằng cái mẹ luôn á. Mỗi cái tay cây đó là một cỡ mét hơn nha bà con. Con về và cho con cắt ngang đây là được hai cây nữa nè. Mét. Mét luôn. Rồi dưới này thì cái gốc dưới này chắc cũng bằng con giọt cái mình á. Rễ lên nhóc hết rồi. Rồi, cây này giao lưu sau đây, quay một vòng luôn. Đó, đang bông trên đầu rồi, được 5 cái bông nè. Đỉnh. Rồi, mã 14 này giao lưu là 550.000 ạ. Đó, cây là trên đỉnh cây được 4 cái hoa nha. Bà con về chừa thoát thân tới trên đó luôn là ok. 550.000. Cây quá đẹp. 15 là một cây Mỹ Hường ạ. Mỹ Hường. Có cái đang nở, có đang búp cho, búp chuẩn bị nha bà con. Này. Chiều cao là 1m1 ạ. Mỹ Hường đột biến từ Mỹ Cao. Thân là 62. Thấp thân 62, cao 1m1, hoành chỗ này bằng ngón trỏ. Thấp thân sạch luôn nha bà con, sạch bon lên tới trên này. Rồi, mã số 15 này giao lưu với cô chú anh chị em là 200.000. 200k, cây này tàn tược tứ diện nha. Bà con về, dù gì nữa là đều 200k, cây Mỹ Hường. 16 là một cây Mỹ Tím ạ. Mỹ Tím tàn hình cây thông. Khỏi chê. Chiều cao là 1m2. Cây đọt quá trời sung luôn rồi con ơi. Đi đọt chứ này là không có hoa nha. Khó khăn là 50 ạ. Cây này một cốt giót. Giót đọt luôn. Tàn tứ diện nha cô chú. Cao 1m2, thoát thân 5 tấc. Hoành gốc bằng ngón cái. Chỗ này khoảng 5 á. Hoành 5. Rồi, cây này giao lưu sau đây anh. Rồi, mã số 16 này giao lưu là 400.000. 400k cho cây Mỹ Tím. Lá rất là sung. Mười bảy là một cây Mỹ Vàng Nghệ ạ. Mỹ Vàng Nghệ, hoa có sọc. Số đang búp nở xì chuyền luôn nha bà con. Hết cái này tàn rồi tới cái khác nở lên. 1m15 ạ. 1m15. Rồi, thốc thân nhiêu đây? Thốc thân là 63. Thốc thân chân dài, 6 tấc hơn.
chỗ này nó quái quái nha bà con. Đây nè. Cái chỗ này khoảng 6 á, hên quá. Thử đo nhẹ coi. Mượn nha cô chú. Mượn luôn. Thóc thần sông ba cao 1m2, hoành 10. Thì cô chú về xong được bông này cô chú quên mấy này lại ha. Là cái cây này tàn tròn đó nha cô chú. Hiện tại cũng có cái dáng là bung rồi ha. Này cô chú về quên đợt nữa là ok. Rồi. Đây này giao lưu. Cái này giao lưu là 250.000 ạ, mã số 17. 250k. Mười tám là một cây hường sọc. Hường sọc bông quá trời luôn rồi bà con ơi, bông đặc khến hết luôn, không có cái tược nào mà không có hoa hết á. Chiều cao là 96, tàn tược đều ro, thoát thân là 30, cao 96, thoát thân 30. Đây cái hoành chỗ này, cái củ dưới đang nở, đang nứt ra mè này, có củ nha cô chú. Cũ dưới đó cũng cỡ khoảng 8-9 đó. Tàn tượng trên đây thì đều nha bà con. Rồi giao lưu cây này sao đây? Rồi mã 18 này là 250.000 ạ. 250k. Rồi quay vòng xuống cây luôn cưng. Mười chín là một cây mỹ đỏ. Mỹ đỏ. Mỹ đỏ là mỹ cam. Đây cái này là bông nó tàn. Chiều cao là 1m1. Cao 1m1. Tàn nha bà con, bông này nó chuẩn bị tàn. Này nở, chuẩn bị nở. Xây chuyện tiếp tục nói đuôi nhau là chơi hoa có thể là quanh năm luôn. Tàn tược thì đều ha, tứ diện luôn. Cao 1m1. Cái này có cũ nha. Rồi thoát thân thì đo thoát thân cái nên quá coi. Thoát thân là 53. Thoát thân 5 tấc hơn. Quanh trên đây là 6 ạ. Quanh 6. Rồi. Giờ luôn cây mỹ đỏ lá mỹ cam này sao đây? Là 250.000 ạ. 250k, cây mỹ đỏ lá mỹ cam. Xin nhắc lại với bà con là đơn hàng 250k là anh Quốc bao ship đến tận nhà nha. Tiếp theo 18, 19 hả? Tiếp theo một cây sọc nha bà con. Hường sọc. Mã số 20 là cây hường sọc. Hường sọc cây này tàn tược cũng tứ diện nha, đẹp. Đọc chiều non. Cao là 1m25. 1m25. Thoát thân sạch. Thoát thân là 64. Thoát thân 64. Đây hoành cái này bằng ngón trỏ mình nha bà con. Dưới này có cái củ nè. Giờ quay cho bà con xem. Củ ra tới bữa này mình chưa có khui nha. Về bà con xoay xôi nước vô cái là lú ra cái củ. Rồi cây này giao lưu sao đây? Rồi 20 này giao lưu là 250.000 ạ. 250k. Rồi xuống cây đi cưng. Tiếp tục 21 là cây vàng son chân tím ạ. Vàng son chân tím. Cây này độc quyền ở vườn của anh Quốc nha bà con. Hiếm có khó tìm nha. Đây này là mỗi cái đọt mỗi bông nè. Chiều cao là 78. 7 tấc 8. Cây này tàn thượng nó bung đều luôn hết nha bà con. Đang có hoa nở luôn nè. Đó, hàng mới nha, hot nha. Này thoát thân tấc rưỡi, chỗ này bự gần bằng ngón út của mình. Vàng son chân tím. Rồi giao lưu cây này sao đây? 21 này giao lưu là 300.000 ạ. 300k, quan dọc xuống cây luôn. Cây này hoa đặc biệt đẹp nha. Rồi, lá cũng dễ cưng. 22 là cây hường sọc. Hường sọc. Đây, đang hoa. Cái này cũng rất là sai hoa luôn bà con ơi. Mỗi đọt mỗi hoa. Chiều cao là 92. 9 tấc 2. Thoát thân là 23. 23 ha. Chỗ này nở cho me chuẩn bị là bung cái củ ra nghe bà con. Đây nè. Hoành chỗ này có khoảng 6 hơn á. Rồi, toàn tôi thì đều luôn. Giao lưu cây này sao đây? Rồi 22 này giao lưu là 250.000 ạ. 250k. Rồi, xuống cây luôn. Hường sập. 23 là cây mỹ trắng. Mỹ trắng. Mỹ trắng đột biến từ lá mỹ hồng nha bà con. Cái loại này bông rất là to. Trắng trắng mà trắng tuyết luôn. Trắng rất là đẹp nha. Chiều cao là 75. 75.
sót thân thì khoan tất, ở trên đây thì nó bung tàn ra tứ diện rồi nghe bà con, về bà con lại bớt thì nó gọn hơn, bung cái tàn xe rồi cao 75, giá giao lưu sau đây rồi cái 23 nặng giao lưu là 300.000 á, 300k cho cây mỹ trắng quá đẹp bà con ơi, lá bóng lộng luôn rồi. Tiếp theo 24 là một cây hường sọc. Hường sọc đợt này là nó mỗi đoạn nó mỗi hoa hết rồi bà con ơi, quá trời luôn, rất sung tàn tàn tuột chỉ cao là 1m à, tứ diện luôn. Thân thân là 46, cao 1m, thân thân 46, hoành chỗ này khoảng 5 hơn rồi. Rồi cây 24 này giao lưu là 250.000 á, 250k, cây quá đẹp bà con ơi, tàn thực tứ diện. Rồi xuống cây đi cưng, là một cây mỹ đỏ 25 là mỹ cam, mỹ đỏ đột biến từ mỹ cam nha, chiều cao là 93, thốc thân là 54, cao 93, thốc thân thì 54 mà bà con, bông trên đọt không có thấy lá luôn á, nó nở ra một cái thì thôi, tàn tựa từ tứ hướng nha, đây nè, quá trời rồi, xuống đây thì hoành góc bằng con cái, thốc thân sạch luôn, mi đỏ lá mi cam, rồi giao lưu sau đây, rồi 25 nặng giao lưu là 300.000, 300k, cây này đẹp hoành tráng luôn, nó nở một cái là hoành tráng luôn nha bà con. Rồi vàng son chân tím, hàng này giờ mới nha, đây là bức trời rồi, quá trời luôn rồi bà con ơi, đó xe cái tàn ra đây, vàng son chân tím nha, hàng độc lạ Bình Dương luôn nha bà con, có tại Đồng Tháp. 1 2 3 4 5 6 7 8 tượng nghe cô chú, 8 tượng về cắt ngang giống ha, trên này thì bắt đầu từ tính từ trên này là nó xè ra là tứ hướng luôn nha bà con, đây nè hai bên đều hết, chót nhọn tới đọt luôn, thốc thân là 36 à, thốc thân 36, cây này nãy nó khoảng mét luôn anh Quốc, 96 gần mét nha bà con. Rồi cái tàn tược thì rất là nhiều, giao lưu cái này rồi, sau đây cháu này giao lưu là 350.000 ạ, 350k, ok đẹp luôn bà con ơi, vườn của anh Quốc thì đa số những cây lứa vậy nè, rất là nhiều bao la luôn, bà con cũng biết là mình hay có chia sẻ những cái clip ở ngoài vườn á, là cây thì cứ trồng luân phiên, cứ lên thì bứng đào vô bán tiếp. 27 là cây vàng son Cần Thơ nha, vàng son Cần Thơ đang búp hoa, chiều cao là 65, 65 chiều cao, đây thoát thân lên tới trên này bà con được một tược, bữa nay cũng tương đương với một cây nữa nha, đó tới trên này thì thoát thân có khoảng 2 tấc, vàng son Cần Thơ thì cái thân của cây dừa Anh Quốc nó mập ú rất sung. Rồi giao lưu cái này sao đây, rồi cái này xin giao lưu là cây này mua một được hai luôn á, mua một cây được hai cây luôn là 300.000 ạ, đây nè cây bên đây là nó như một cây mới luôn đó bà con, 300k cho cây này im lắm bà con ơi. Rồi 28 là một cây mỹ hường ạ, mỹ hường, mỹ hường đang hoa, trên này thì tài tường tàn thì cũng tứ diện luôn ha, điện trên này cái đọc chính này bung ra thêm hai chồi nữa, này nở ra thấy bông không hết lá luôn rồi bà con ơi. Chiều cao là 96, thoát thân là 68 ạ, cao gần mét, thoát thân 68, đây cũ nè ha, có cũ, cũ trải ra tới ngoài này luôn, hoành chỗ này khoảng 6 nha bà con, 6 hơn. Rồi 28 này giao lưu là mỹ hường 200.000 ạ, mỹ hường từ lá mỹ cam 200k. Rồi xuống cây, hai mươi chín là cây vàng sọc Tiền Giang ạ, 29 vàng sọc đại đầu bà con ơi,
Cái này là sọc là nhìn là không phải chê luôn rồi. Đỉnh luôn. Hoa rất là chuẩn nét luôn. Chiều kêu là 1m05. Cao 1m05, tàn tược tứ diện luôn nha bà con. Đây nè. Bố trí ra đều bốn bên. Dưới này còn cái bo ha. Còn cái tược lên nữa, vành gốc ngón trỏ. Rồi cái này cho luôn là 1 triệu ạ. À. Cây cao 1m hơn, giao luôn 1 triệu nha bà con. Thoát thân từ dưới này lên đây là khoảng 7 tấc. Hoành bằng ngón trỏ của mình nha. Rồi xuống cây đi cưng. Vàng sọc đời đầu đó bà con. 30 là một cây Mỹ Hường ạ. À. Cây Mỹ Hường cái chậu khủng bố luôn. Có được cái hoa nè. Hoa rất là đẹp luôn. Tàn cái này thì tròn hu ha. Chiều cao là 80. Tàn xe đều. Chút kéo tàn luôn. Thoát thân là 29. Thoát thân 29. Tàn 90 ạ. Cao 80, tàn là 90. Vành gốc chỗ này mình đo cái luôn quá coi. Chậu này hơi bự nha. Dạ hoành 6.5-6 nha cô chú. Thoát thân lên đây bà con sạch đo luôn. Bà con thấy tàn tròn do. Cây lùng lực. Rồi. Rồi mã số 30 này giao lưu là 500.000 ạ. Đây cũng là cây cuối clip của con ạ. Dạ con xin chân thành cảm ơn cô chú cùng anh chị em gần xa đã xem kênh và ủng hộ con ạ. Dạ xin trân trọng cảm ơn. Rồi cảm ơn anh Quốc. Cảm ơn tất cả bà con. Hy vọng bà con sẽ liên hệ với số điện thoại của anh Quốc ở phía dưới màn hình để được giao lưu cùng anh. Rồi, hẹn bà con gặp lại những clip khác nha. Chúc bà con một ngày xem clip thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn bà con rất là nhiều.